Thì chúng ta vừa có một cái phần kiến thức là 8 bước để xây dựng một cái đội ngũ bán hàng. Cái lợi ích của cái quy trình là gì? Thế thì nhiều anh em thì bạn có thể bám theo quy trình, bám theo 8 bước này. Đầu tiên là bạn xác định ra được cái đội ngũ bán hàng đấy mà mình muốn tuyển dụng. Vừa nãy có câu hỏi, ví dụ như có bạn hỏi là nên là trả cứng hay là cộng tác viên đấy. Ở đây thì tôi đưa cho bạn cái bước đi đầu tiên ấy, thì nó chưa phải là cái 8 bước này. Cái bước đi đầu tiên trong tất cả mọi việc đấy, thì đây là cái bài học cho nhiều bạn nhá. Bước đi đầu tiên chưa phải vào cái 8 bước này. Bước đi đầu tiên là người ta luôn luôn làm cái việc này này, trong mọi việc trước khi bạn làm đấy. Bước đi đầu tiên là mình cần phải thiết lập cái mục tiêu. Rồi, cái trình tự của chúng ta như sau. Đầu tiên là chúng ta có một cái mục tiêu, sau đó thì nó đến cái phần là cái chiến lược mà chúng ta sẽ triển khai. Sau đó thì chúng ta lập cái kế hoạch. Rồi sau đó nữa thì mới đến cái câu chuyện là 8 bước như vừa nãy. Nếu mình có hình dung phần này không ạ? Thế một bạn như này, một bạn bạn ấy có 3 nhân viên bán hàng. Thế tôi mới hỏi bạn ấy, thế mục tiêu của em là gì? Mục tiêu của em là gì? Mục tiêu của em thì muốn có là doanh thu là 300 triệu một tháng. Ừ, thì đầu tiên nhá là em phải xác định cái mục tiêu mà em muốn đem về cho công ty là 300 triệu một tháng. Thế cái chiến lược của em là gì? Chiến lược của em bây giờ như này, mục tiêu thì em phải tính tiếp 300 triệu một tháng. Em phải tương ứng với lại là bán được 10 cái sản phẩm. Thì mỗi cái sản phẩm bạn này 30 triệu mà. Được chưa ạ? Đấy. Thế cái chiến lược của em sẽ là gì nào? Rồi. Cái chiến lược bán hàng của em trong cái trường hợp này là gì? Ví dụ từ cái câu chuyện là tạo ra cái sản phẩm. Ví dụ bạn nói là em định bán là có khi đợt tới này em bán cho các cái tìm các cái đại lý. Thì đấy ví dụ bán lẻ hay là bán buôn. Được chưa? Hay ví dụ như là bạn bảo thế em phải tìm cái cách để tạo ra cái sản phẩm mà giá trị nó cao hơn giá cả vân vân. Cái kế hoạch của em là trong cái tháng 3 và tháng 4 này, thì đầu tiên trong mọi việc là, hay là ví dụ chiến lược bạn bảo là em có khi là dùng cái chiến lược là fail bán hàng. Em mới học cái chiến lược marketing, chiến lược bán hàng, đây là fail bán hàng. Rồi. Ví dụ cái kế hoạch của em là tháng 3 và tháng 4. Đấy. Em triển khai cụ thể như sau: tuần 1, tuần 2, tuần 3, tuần 4. Rồi, bạn hãy comment vào ô chat đi. Trước khi mà bắt đầu bất kể cái việc gì, đấy chứ ạ, thì chúng ta phải đi theo cái quy trình này: mục tiêu, chiến lược và kế hoạch. Rồi, thế ngay kể cả một bạn đang đầu tư bất động sản cũng thế. Thì đừng có lan man, đầu tiên bước đầu tiên là bạn phải làm mục tiêu của bạn là gì. Đấy. Rồi, xin mời anh em comment vào ô chat nào. Bạn có thể áp dụng cái kiến thức này trong bất kể cái việc gì. Đấy. Rồi, xin mời anh em comment vào ô chat mục tiêu, chiến lược và kế hoạch. Còn những cái bước phía sau này nó mới là triển khai về hành động thôi. Đấy, bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Rồi. Bạn có biết cái tư duy này nó quan trọng như nào không ạ? Trước khi bắt đầu bất kể việc gì. Đấy. Rồi. Theo bạn tư duy này có quan trọng không? Ví dụ một bạn gặp tôi hỏi là thế thì mục tiêu của mình là gì? Rồi. Mình cứ nói xây cái đội ngũ bán hàng nhưng mà xây làm cái gì? Thế nó bảo là mục tiêu ví dụ bảo kiếm 300 triệu một tháng, thế thì cần gì phải xây đội ngũ bán hàng. Rồi. Bây giờ có một siêu sao bán hàng nó hợp tác với em thì cũng bán được hàng rồi, cần gì phải xây đội ngũ bán hàng. Mình có hình dung không? Mục tiêu của mình chỉ đơn giản là kiếm được 300 triệu tháng này. Nếu thế thì chưa chắc đã cần phải xây đội ngũ bán hàng. Rồi. Ok, bao nhiêu bạn đồng ý là rất nhiều người hay bị nhầm lẫn giữa một phần là kết quả bạn muốn đạt được và những cái hành động. Thì rất là nhiều người hay nhầm là hành động. Ở đây chúng ta đang nói về chủ đề là đôi khi xây dựng đội ngũ bán hàng nó chỉ là một cái hành động thôi. Đấy. Rồi. Rồi thì bây giờ chúng ta mới vào chi tiết phần 8 bước nhá. Rồi. Bây giờ chúng ta mới vào phần 8 bước này. Cái đầu tiên thì xác định đội ngũ bán hàng phù hợp là như nào. Thế ví dụ có một số bạn người ta có cái khái niệm là mô tả, đúng không ạ? Bạn phải mô tả. Thế bạn cần gì? Bạn cần một siêu sao bán hàng hay bạn chỉ cần một gọi là sinh viên vừa mới ra trường? Được chưa? Đấy. Bạn cần một siêu sao hay bạn là cần một sinh viên vừa mới ra trường? Bạn cần một tướng
Tôi ví dụ như này, tôi giúp cho một bạn mở công ty, bạn tôi chia sẻ với bạn những cái tư duy này để bạn hiểu là như này. Đôi khi chỉ một tư duy mà nó hoàn toàn thay đổi cục diện. Một cái công ty bạn này ban đầu chỉ có 10 nhân viên thôi. Và bạn ấy nói là em muốn tuyển phát triển đội ngũ bán hàng lên nhưng mà em bí bí quá thầy ạ, không biết cách làm nào. Thế thì tôi mới nói bạn là ok, bước 1 em phải xác định là em muốn tuyển gì. Ví dụ người ta có khái niệm là em muốn tuyển tướng hay tuyển quân nào. Đấy, em muốn tuyển tướng hay tuyển quân. Em có biết cái điều này không? Trong nhiều trường hợp nhá, có tướng thì khắc sẽ có quân. Rồi. Thế và tôi hướng dẫn cho bạn ấy. Bây giờ em tập trung vào tuyển về đây 5 tướng bán hàng. Rồi. Đừng tập trung vào tuyển quân nữa. Và bạn biết không? Chỉ trong vòng 6 tháng khi bạn áp dụng cái tư duy đấy, lập tức bên công ty của bạn ấy tiến lên 200 nhân viên. Đấy. Bạn ấy đầu tiên bạn chỉ tuyển tướng về thôi và mỗi một tướng người ta kéo về cho bạn ấy 20, 30 và 50 người. Ok, bao nhiêu bạn đồng ý đây là một bài học rất là quan trọng. Rồi. Nhiều người không bao giờ xây được đội ngũ bán hàng. Rồi. À, tôi vừa ví dụ cho bạn một cái trường hợp thôi, một cái cách để tư duy thôi, được chưa ạ? Thì đầu tiên bạn nên xác định, được chưa ạ? Là cái người bán hàng phù hợp với mình. Tất nhiên nhiều bạn thì yếu lắm, nhiều bạn là ở đây tôi chia sẻ là mình chưa có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, chưa có thành công, làm sao bạn tuyển tướng được? Bạn giỏi đến đâu thì bạn sẽ được tuyển được người đến đấy. Và trong nhiều trường hợp có lẽ là bạn chỉ tuyển được một bạn sinh viên làm cộng tác viên cho bạn thôi. Thế thì làm sao mà bạn là quân bạn lại đi đòi tuyển tướng được? Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Bạn phải giỏi thì bạn mới tuyển được người giỏi chứ. Rồi. Thế thì nhiều bạn đôi khi là xác định là cái người mình tuyển là ai. Đấy. Rồi. Rồi, câu chuyện tiếp theo là câu chuyện về tuyển dụng. Thế tôi chia sẻ cho bạn là sai lầm của công ty ở phần này, tôi sẽ chỉ toàn cái sai thôi. Chứ còn cái lý thuyết này thì rất là đơn giản nhưng mà chưa chắc nhiều người đã hiểu nó. Cái tuyển dụng ở đây là các công ty người ta như này này, người ta không có khái niệm về ngân sách cho hoạt động tuyển dụng. Bình thường rất nhiều công ty, ví dụ người ta phát triển lên 400 nhân viên, ví dụ chúng tôi chẳng hạn, bởi vì người ta có ngân sách cho hoạt động tuyển dụng. Ví dụ 50 triệu mỗi tháng tiền quảng cáo để tuyển người. Thế nhiều người người ta đâu có khái niệm đấy đâu. Làm gì có được bỏ tiền ra tuyển dụng. Làm gì có bỏ thời gian ra để cho cái hoạt động tuyển dụng. Thì ở cái số 2, sai lầm ở cái số 2 là nhiều người không dành tiền bạc, thời gian và công sức cho cái hoạt động tuyển dụng này. Đấy. Mà họ cứ kêu là quá như chả có người gì cả. Rồi. Hãy bạn hãy comment vào ô chat nào. Đầu tư tiền, thời gian và công sức để tuyển dụng. Nhiều người cứ bảo em không có người, không phải. Bạn đã tuyển đâu? Bạn có dành thời gian cho cái việc tuyển đâu? Rồi. Ví dụ một bạn post lên Facebook trang cá nhân của mình, tớ cần tuyển người như sau. Lương 10 triệu một tháng thì ít ra đấy là bạn cũng đầu tư thời gian của bạn để post cái bài đấy là mất 10 phút. Thì nó mới có người chứ. Đồng ý không ạ? Đấy. Một bạn nhắn tin cho 20 người quen của mình, có ai người quen giới thiệu hay không? Thì bạn đầu tư thời gian thì mới có người chứ. Rồi. Thì cái sai lầm số 2 đây là nhiều chủ doanh nghiệp không dành thời gian, tiền bạc và công sức cho hoạt động tuyển dụng. Rồi. Ok. Cái thứ ba là sai lầm của nhiều chủ doanh nghiệp là không có kịch bản bán hàng hay quy trình bán hàng. Ví dụ có 10 ông một bạn, bạn ấy có 10 nhân viên bán hàng. Thế thì đi ra ngoài thì 10 ông nói 10 kiểu. 10 ông nói 10 kiểu khác nhau. Cái kịch bản bán hàng là gì? Kịch bản bán hàng là phải viết nó xuống một cái tờ giấy. Đấy. Trước khi gặp khách hàng thì nói cái gì? À, trước khi gặp khách hàng thì chuẩn bị cái gì? Trong lúc gặp khách hàng thì nói cái gì? Sau khi mà về thì nói cái gì? Thì tất cả những cái điều đó cần phải ghi vào giấy, tạo thành một cái kịch bản bán hàng, một cái quy trình bán hàng. Bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5. Đấy. Thì tình trạng chung của rất nhiều công ty, ví dụ có 10 nhân viên bán hàng hay 100 nhân viên bán hàng là 100 ông là mỗi ông nói một kiểu. Được chưa? Thì ít ra 100 nhân viên này cần phải có một cái sườn để bám theo. Đấy, ví dụ như hôm nay hôm trước có một bạn hỏi về cái điều hòa chẳng hạn. Thế thì giả sử có 10 ông nhân viên bán cái sản phẩm điều hòa đấy thì tất cả những ông đấy đều phải có một cái tài liệu. Đấy, 5 cái tờ giấy hay 10 cái tờ giấy.
Đấy, về kịch bản bán hàng, những cái lưu ý trong quá trình gặp khách thì khách hay hỏi, ví dụ như là đắt thế, hay là khách hay nói cái câu là bọn em có gọi là miễn phí vận chuyển không, có khuyến mại gì không, thì trả lời như thế nào thì nó phải ghi hết vào trong kịch bản rồi, được chưa? Đấy, thì sai lầm, không có kịch bản bán hàng, bạn hãy gõ vào ô chat đi. Đấy, không có kịch bản bán hàng. Rồi. Thế nên là câu hỏi là bạn có dành thời gian, nếu chủ doanh nghiệp có dành thời gian, chủ doanh nghiệp đôi khi rất hiểu về sản phẩm nhưng không dành thời gian viết cái kịch bản bán hàng để chuyển cái kịch bản bán hàng cho nhân viên. Nhân viên cứ thử mới sai và làm mất tiền của chủ doanh nghiệp. Được chưa? Sau đó nhân viên bắt đầu khôn ra. Đấy. Rồi. Thế xong bắt đầu nhân viên bảo với chủ doanh nghiệp là ơ thế anh không dặn, tại anh không dặn em trước. Thì đáng nhẽ anh dặn em trước rồi thì nó khác. Đấy, rồi. Theo bạn tình trạng này có phổ biến không? Chúng ta qua ba cái rồi. Thứ nhất, không xác định được đấy, cái đội ngũ bán hàng, cái người bán hàng phù hợp với mình. Cái thứ hai, không chú trọng đến việc tuyển dụng. Và cái thứ ba, không có kịch bản bán hàng. Rồi, theo bạn, những cái sai lầm, ba cái sai lầm đầu tiên này có phổ biến không? Cái thứ tư, rồi, đặt ra KPI để đo lường có nghĩa là như nào? Rồi, thì cái này dễ thôi, nó rất là đơn giản. Tôi ví dụ một cái là các bạn sẽ hiểu ngay. Đo lường là như nào? Nó có sẽ có những cái bảng, kể cả là bạn chỉ có 5 chú nhân viên bán hàng cho đến 5 chú nhân viên bán hàng thì nó đều cần phải có những cái bảng. Ví dụ số lượng gặp, đây là gọi nhá, gọi điện thoại này, rồi hẹn này, gặp này, ví dụ thế, chốt này. Thế thì ví dụ có một cái bảng từng ông nhân viên bán hàng một, ông Nguyễn Văn A. Rồi. Ông B, chị B, ông C. Ngày hôm nay đo lường theo từng ngày một nhá. Ngày hôm nay ngày bao nhiêu đây? 13 tháng 3 2021. Hôm nay gọi mấy cuộc? Và báo cáo anh, hôm nay em gọi 5 cuộc. Hẹn được mấy người? Dạ có hai người hẹn. Gặp được mấy người? Một người. Chốt được mấy người? Không. Rồi. Ông B này hôm nay gọi mấy cuộc điện thoại? Bảo em báo cáo anh hôm nay em gọi 50 cuộc. Em hẹn được 10 người. Đấy, và báo cáo anh hôm nay em đi gặp là 5 người. Em chốt được hai đơn hàng. Và tương tự có những ông thì ông như ông C hôm nay gọi mấy người? Dạ báo cáo anh em không gọi, hẹn em không được chú nào, không gặp chú nào và chốt không. Thì có những ông ấy suốt ngày là không không không. Bạn hình dung không ạ? Tự nó sẽ lòi ra là không hiệu quả trong công việc. Có như vậy thôi. Như vậy sai lầm của nhiều chủ doanh nghiệp là gì? Không có cái bảng đo lường thường xuyên. Nó xuất hiện ở rất nhiều dạng, có thể ở dạng phần mềm. Nó có thể ở dạng báo cáo qua email. Nó có thể ở dạng là kế toán tổng hợp và báo cáo cho sếp. Ok, bao nhiêu bạn đồng ý? Đây là một bài học rất là quan trọng và hầu hết nhiều chủ doanh nghiệp không có khái niệm về đo lường. Rồi. Rồi. Nếu bạn thấy cái bài học đo lường này quan trọng, hãy comment vào ô chat. Rồi. Thì đây là một dạng ví dụ cực kỳ đơn giản, bạn hình dung không ạ? Đấy. Thì bét nhất nó cũng phải đo lường cỡ này. Kể cả là kẻ bảng viết tay hoặc là có một người suốt ngày phải nộp báo cáo cho bạn tổng hợp ngày hôm nay tình hình anh em bán hàng như thế nào. Đọc bản này theo bạn ở nhà bạn có hiểu ngay không ạ? Đấy. Ở nhà hiểu ngay là các ông làm ăn thế nào. Rồi. Ok ạ. Còn việc kiểm tra giám sát bàn sau nhá. Trước mắt chúng ta nói câu chuyện là có đo lường hay không. Rồi. Tiếp theo. Sai lầm tiếp theo này. Đào tạo. Ở lý thuyết làm gì có đào tạo. Nó đào tạo gì? Tôi ví dụ cho bạn như này. Là thứ nhất, có câu hỏi dành cho bạn, bạn có cử nhân viên bán hàng của bạn đi du học không? Một là bạn là lãnh đạo, bạn phải đi học những kiến thức mới rồi. Nhưng hai, bạn có cử nhân viên của bạn đi học các khóa bán hàng không? Nó có mấy dạng này, dạng thứ nhất cử nhân viên đi du học, dạng thứ hai thuê chuyên gia về đào tạo ở trong công ty. Dạng thứ ba thuê tư vấn để tư vấn cho đội ngũ bán hàng. Được chưa? Một cái dạng nữa là đào tạo nội bộ. Đấy, trên đào tạo cho dưới, rồi là dưới thì chia sẻ. Đấy, chia sẻ cái kinh nghiệm khi gặp gỡ khách hàng, chia sẻ ngang hàng với nhau. Đấy. Từ trên xuống dưới, từ dưới đào tạo lên trên, rồi chia sẻ ngang hàng với nhau. Đấy.
Thì câu hỏi ở đây là cái hoạt động đào tạo trong công ty đấy, nó có thường xuyên diễn ra hay không? Và theo nước mình đấy, thì nhiều công ty thì khi mà tuyển dụng nhân viên bán hàng vào, nhân viên bán hàng là không được đào tạo gì đấy, cứ bảo thôi xông vào bán đi em đấy, anh cầm tay chỉ việc cho đấy. Thế tình trạng đấy có phổ biến không? Rồi số 5. Rồi như vậy nghe thì rất đơn giản, chúng ta có tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và khen thưởng, có bốn cái này: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, khen thưởng, bao giờ cũng đi với nhau. Sai lầm thường gặp này, tuyển dụng không có, được chưa, làm gì có đầu tư tiền, thời gian, công sức cho tuyển dụng đâu, vào thì không đào tạo, được chưa, không đo lường đánh giá, không tổ chức khen thưởng. Khen thưởng ở đây một số doanh nghiệp làm rất tốt, họ làm theo ngày, theo tuần luôn. Tuần vừa rồi ai bán hàng tốt nhất nào, xin mời lên đây cho cái phong bì 1 triệu tặng cho bó hoa, ngày nào cũng chụp ảnh luôn. Bạn biết có những doanh nghiệp làm như thế không ạ? Đấy gọi là phần khen thưởng. Sau khi làm tốt cái phần khen thưởng rồi thì những anh em còn lại, theo bạn người ta có xúc động không, tức là người ta có thấy là khó chịu không? Ô đứa kia nó lại nhất rồi, mình lại về ba, mình về bét rồi. Nghe rất đơn giản đúng không? Tuyển dụng này, đào tạo này, đánh giá này, khen thưởng này. Sai lầm thường gặp này, không có hoạt động tuyển dụng này, không có đào tạo này, không đánh giá đo lường này, và không có hoạt động khen thưởng. Khen thưởng cuối năm mới thưởng một lần, cuối năm thì tôi nói bạn thì còn gì nữa đâu, một năm mới khen thưởng một lần thì chết rồi, được chưa ạ? Rồi à, những doanh nghiệp làm rất tốt khen thưởng theo tuần, được chưa ạ? Rồi rồi bạn comment vào ô chat đi, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và khen thưởng. Bao nhiêu bạn thấy là tôi hướng dẫn cho bạn rất là rõ ràng và dễ hiểu rồi thì bạn comment vào ô chat để tôi biết là bạn nắm được cái phần này rồi. Ở cái phần nhân sự đấy là bốn phần mà rất nhiều doanh nghiệp cần phải thay đổi, được chưa? Rồi rồi thế còn mấy cái phần dưới ấy, thì công cụ bán hàng là gì? Rồi công cụ bán hàng là gì? Có gì đâu, mấy bạn cần, ví dụ bạn có catalog chưa, có brochure chưa, có profile, hồ sơ năng lực công ty chưa? Rồi thì cái đấy nó xếp vào công cụ bán hàng đấy. Nhiều trường hợp nhân viên đi có gọi là máy tính bảng không, trình bày ấy đừng nói bằng mồm nhá, nói bằng hình. Rồi não tư duy bằng hình ảnh. Rồi theo bạn tình trạng nhân viên đi gặp khách hàng nói mồm, không có máy tính bảng, không show hình ảnh có nhiều không, không show video bằng chứng khách hàng có nhiều không? Rồi đấy là câu hỏi dành cho bạn số 6 nhá, vừa nói cái số 6. Số 7, rồi công nghệ, nền tảng công nghệ. Rồi ok, thế thay vì là phải đi gặp 20 ông khách hàng, giả sử cái bạn nhân viên bán hàng đấy biết dùng Zoom, hẹn 20 khách nên ngồi như thế này và bắt đầu chia sẻ là bọn em đang bán cái sản phẩm A, sản phẩm B như này. Theo bạn thì công nghệ nó có đỡ chân tay không? Rồi ok ạ. Một số doanh nghiệp câu hỏi là như này, đã dùng phần mềm bán hàng đấy, thống kê doanh thu, lợi nhuận theo ngày hay chưa? Đấy. Có nên đi mua một vài phần mềm bán hàng về tập dần dần cho nó quen hay không? Ví dụ nhiều bạn bán hàng nhưng không biết những cái phần mềm. Đấy. Ví dụ như là mở cái cửa hàng. Đấy. Không biết những cái phần mềm rất là cơ bản. Ví dụ như là bét ra thì cũng phải dùng mấy cái phần mềm cho những doanh nghiệp nhỏ. Ví dụ như là Kiosk Việt chẳng hạn. Có vài chục ngàn người sử dụng rồi. Đấy. Dùng những cái phần mềm bán hàng như là Sapo chẳng hạn, vân vân. Rất nhiều những phần mềm bán hàng. Thế thì cái bài học ở đây là nhiều doanh nghiệp không biết dùng công nghệ để đỡ chân tay. Đấy, vẫn sổ sách rồi là ghi chép. Đây là ví dụ thôi cho đơn mình nha. Rồi tiếp tục. Rồi chúng ta quay trở lại. Đến số 8. Giữ mở rộng quy mô. Rồi đồng ý. Thế cái phần này thì tôi chia sẻ là cái chủ đề này thì rất là dài. Chủ đề nhân sự là làm nào để tuyển người, giữ người. Sau này có một số anh em học combo chủ doanh nghiệp nhá, thì chúng ta sẽ nói chuyện thêm. Rồi. Rồi, bao nhiêu bạn thấy là cái phần bán hàng này rất là hữu ích cho bạn, cũng áp dụng được và nó có một cái cơ sở để cho bạn bám theo khi mà bạn vào cái việc xây dựng đội ngũ bán hàng. Rồi, ok ạ, trong cái khuôn khổ thời gian rất là ngắn nhưng mà tôi cũng cố gắng để chia sẻ giúp đỡ cho bạn. Đấy.
có một cái quy trình 8 bước để bạn bán theo để khi bạn xây dựng một cái đội ngũ bán hàng. Ok, bao nhiêu bạn thấy là ngày hôm nay học rất là nhiều bài học tuyệt vời về marketing bán hàng? Hãy comment vào ô chat. Rồi, tôi chúc cho tất cả những bạn ngồi học ở đây, các bạn đều là những người vận dụng tuyệt vời. Đấy chứ ạ.